tối 18 tháng 1 đã diễn ra chung kết Miss Global Hoa hậu toàn cầu 2023 tại Campuchia. Chung cuộc, người đẹp Puerto Rico Ashley Melendez đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Các vị trí Á hậu 1 thuộc về người đẹp Samoa Hailani Karupu, Á hậu 2 thuộc về đại diện Thái Lan Chonikan Supitayapon, Á hậu 3 thuộc về người đẹp Philippines Kachinahum. Đại diện Việt Nam Đoàn Thu Thủy giành ngôi Á hậu 4. Trước đó, ban tổ chức công bố top 20, top 12 và top 5. Đoàn Thu Thủy được đánh giá có phần trình diễn bikini dạ hội nhiều năng lượng. Tuy nhiên, cô xuống phong độ khi thi ứng xử vì khả năng ngoại ngữ còn hạn chế. Đoàn Thu Thủy sinh năm 1995 tại Phú Thọ, lớn lên ở Thái Nguyên. Cô cao 1m73, nặng 56kg, số đo hình thể 85-62-95cm. Trước đó, cô giành giải siêu mẫu phong cách tại cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2015, đăng quang Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Miss Global, Hoa hậu toàn cầu, là cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho phụ nữ ở độ tuổi từ 18 đến 35. Cuộc thi cho phép những người mẹ đơn thân được quyền tham gia. Miss Global 2023 có sự tham gia của hơn 80 thí sinh.